Chúng em chào sếp ạ. Mấy cô cậu không phải hát hò nữa đâu, tập trung ngay tôi nói đây này. Có chuyện gì mà sếp họp sớm thế ạ? Có vẻ như 5S đợt này bận rộn quá hả? Vâng, Tường Vi vẫn đang trong đợt nghỉ phép. Phần việc của nó bọn em phải chia nhau làm. Với lại công ty mình sắp tổ chức văn nghệ, thành ra bọn em còn phải tập nữa. Nhưng mà sếp cứ yên tâm, ý tưởng bọn em vẫn làm đúng cái deadline của sếp. Ừ, nhưng mà kể ra có 4 người thì cũng hơi vất thật. Thế nên ý, tôi quyết định cử đến cho 5S một thực tập sinh. Con bé là con gái nuôi của tôi. Con nuôi của sếp à? Ừ, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì đâu ạ. Con bé sẽ làm việc với các cô các cậu trong vòng 1 tuần. Vừa là phụ giúp cô cậu, vừa là để con bé có cơ hội để cọ sát, cũng như biết được giá trị của đồng tiền. Tuy vậy, các cô cậu không cần phải vì thế mà đối xử khác. Cậu quyết, cậu cứ thẳng tay giao việc cho nó, thực tập sinh, nhưng mà năng lực cũng khá đấy. Dạ vâng ạ. Thế nhá, chào 5S. Vâng, chào sếp ạ. Sếp tổng cũng có con gái nuôi á? Thế là sao nhỉ? Anh cũng không bao giờ nghĩ đến trường hợp sếp tổng lại như thế đấy. Có gì mà không thể làm như thế? Có tiền thì đương nhiên phải có quyền rồi. Cậu rốt như con gà công nghiệp ấy. Cậu xem, trên đời này có con gì nuôi mà không để thịt không? Là như thế nào? Thầy là rốt đặc rồi, rốt không còn thuốc chữa nữa rồi. Này nhá, con gà, con lợn, con bò, thậm chí là con chó. Chú xem, loài người có từ con nào không? Cái con nào luôn một thời gian cũng để thịt. Như vậy, ý của anh là... Là như thế nào ạ? Lạy bố, nói anh thế thì mình cũng không hiểu. Con gái nuôi của sếp tổng ấy, cái từ con gái nuôi này được để vào trong ngoặc kép. Con gái nuôi được để trong ngoặc kép á? Cái ý của bà là... Là như nào nhỉ? Ôi. Thôi đại ca, giải thích hộ em thôi. Có nghĩa là cô ta chính là bồ nhí của sếp, hiểu chưa? Bồ nhí á? Anh cứ dặn thế này nhá. Khi nào cô ta đến đây làm việc, các em phải đối xử với cô ta thật là tốt. Nếu mà đối xử không ra gì, hậu quả cũng khó lường phết đấy. Thôi, làm việc đi. Không biết bao giờ cô ta mới đến. Mà chả biết trông cô ta như thế nào nhỉ? Theo em. Theo em thì bồ nhí của sếp tổng chắc chắn là phải xinh như siêu mẫu. Còn em? Em á? Con nuôi của bố thì chắc là cũng phải giống bố một chút chút. Chắc là... Hai lưng như một. Hai lưng ơi. Đây em vào đây. Đây em vào đây, em vào đây, em vào đây. Mọi người có biết đây là ai không? Em là ai đấy? Em chào tất cả các anh chị. Em tên là Lam. Em là sinh viên thực tập mới của văn phòng 5F mình ạ. Thế có nghĩa là em chính là con nuôi sếp tổng? Thôi anh đừng nhắc đến những chuyện đấy làm gì ạ. Rất vui được gặp Lam. Giới thiệu với Lam, anh là Quyết, trưởng phòng 5S. Còn chị là Thảo Mai. Còn anh là Dũng Sĩ. Còn anh thì đi em biết rồi đấy, anh là Nguyễn Lãi Tử. Kể từ giờ phút này trở đi, em chính thức trở thành một phần của gia đình 5S. Em cứ yên tâm, mọi người sẽ chăm sóc em thật kỹ, để em luôn vui vẻ và làm việc hòa đồng với mọi người. Lam này, em ăn gì mà xinh thế? Trước khi mà em đến đây ý, thì chị cũng có một chút tự tin là mình có tí tí nhân sắc. Bây giờ em đến thì... Chị lép vế rồi. Em gái ơi, em ăn cái gì thì em chỉ cho Thảo Mai nhà bọn anh với, chứ dạo này là chị hơi bị nhầu đấy em ạ. Thôi được rồi, sau khi đã giới thiệu xong thì bây giờ em muốn ngồi ở chỗ nào để làm việc cho thoải mái? Này, thế anh Nguyên ngồi đâu ấy nhỉ? Anh ngồi kia kìa. Em muốn ngồi chỗ này ạ. Chỗ đây là chỗ của chị. Ê, không sao, không sao. Cô sang tạ bàn Tường Vi mà làm việc. Em cứ ngồi ở đây, miễn sao em cảm thấy thoải mái là được rồi. Em cảm ơn anh chị ạ. Bây giờ thì tất cả mọi người về bàn làm việc đi nhỉ. Về bàn làm việc đi. Làm tốt em nhá. Đại ca, cũng chỉ là bồ nhí của sếp tổng thôi mà. Anh làm gì mà xuống nước kinh thế? Cô không biết câu con ông cháu cha. Thôi, chịu khó lép vế 1-2 tuần nhá. Vâng. Lam này, thế bố nuôi em có chiều em không? Thôi mình đừng nói chuyện đấy anh ạ. Này, em xem 5S ấy thì thấy anh Nguyên vừa đen vừa béo vừa xấu. Nhưng mà ở ngoài đẹp trai phết anh nhỉ? Cái đấy ai cũng nói thế em ạ. Nhân dịp lần đầu tiên em vào làm việc ở văn phòng mình ấy, thì khi nào rảnh em mời anh Nguyên cà phê nhá. Ui, lần đầu tiên Lãng Tử được mời cà phê. Ok. Này, em bảo anh nổi tiếng là Lãng Tử, đào hoa, chắc là có nhiều người theo lắm nhỉ? À,
cái tính đào hoa lãng tử ấy, là cái tính của cái cậu lãng tử trong 5S thôi. Còn thực ra ấy, anh là một người rất là chân tình, yêu ai, anh chỉ yêu một người thôi. Thật không? Thật. Thế dạo này anh có yêu ai không? Chả yêu ai mà. Mà này, em đã có người yêu chưa? Em... Ôi dồi ôi, cái thằng Nguyên này chết không chừa tật lăng nhăng. Đến bồ của sếp tổng lão cũng không tha. Lão thật. Em bảo, em biết xem chỉ tay đấy. Anh muốn xem không? Có. Cực chuẩn luôn. Nhìn vào đây, em biết anh là một người rất long đong trong chuyện tình cảm. Đúng. Đưa tay phải đây, lật úp xuống. Tay trái nữa. Có thể kết luận anh là một người rất là dễ bảo. Nắm tay kìa, để em. Trái tim của lãng tử thì có rất là nhiều ngăn, nhưng em Nguyện là một trong những cái ngăn đấy. Đi. Ok, từ. Vào đi kìa, mọi người. Cậu to gan thật đấy. Có biết đấy là ai không? Là con nuôi của sếp tổng đấy. Nhưng mà đấy là Lam làm mà, em có làm gì đâu. Tôi không quan tâm. Dũng, áp tải nó về công ty ngay. Vâng. Đi, đi nhanh này. Anh em mình xử lý nốt. Đi. Làm đi à? Dạ, anh Quyết. Ừ, anh bảo này, đang trong giờ làm việc, tại sao em lại kéo Nguyên ra đây cà phê rồi nói chuyện riêng tư như thế? Mặc dù em là con của bố nuôi em, nhưng mà quy định đã đề ra rồi, chúng ta phải chấp hành chứ. Sao anh cứ nhắc đến bố nuôi em thế? Thì... Anh làm con bé giật mình rồi đấy. Đã bảo là mình phải giả câm giả điếc, không biết cái mối quan hệ bố con nuôi này, chúng ta mới tránh khỏi thị phi rắc rối. Rồi anh chốt luôn đi, không được cho con bé tiến đến gần Nguyên, nếu không cắn lũng một cái cán đấy. Được rồi. Thì bố nuôi em có liên quan đến tình huống này mà. Bởi vì luật của công ty là do bố nuôi của em đề ra. Quan trọng hơn, có một cái điều luật mà bố nuôi em bắt tất cả các nhân viên trong công ty phải thuộc lầu lầu. Đó chính là không được yêu đương trong cùng văn phòng. Ý anh là cả cái phòng ý tưởng này đi. Còn ở bên ngoài thì em muốn thế nào cũng được. Thôi rồi, em cứ uống nước từ từ đi, rồi về cơ quan làm việc nhá. Anh chị về trước nhá. Chào Lam. Trên đời này ghét nhất là cái thể loại đàn bà đã cặp kè với người đàn ông đã lập gia đình nhá, xong còn lại còn cưa cẩm giai chưa có vợ nữa. Sao bà chắc chắn đấy là bộ nhí của sếp tổng? Thế ông không thấy là cứ mỗi lần mà nhắc đến hai từ sếp tổng ấy là em ấy lại kiểu lảng tránh? À, như thế này nữa, từ trước đến nay ông toàn đi tán gái đúng không? Ông đã thấy cô gái nào chủ động tán tỉnh ông chưa? Bà nói tôi cũng thấy đúng. Tóm lại, anh cấm cậu nhá, từ giờ phút này trở đi không được léng phém với cô ta nữa. Vâng, em biết rồi. Mất bao nhiêu lâu để chuẩn bị cuối cùng á, sếp tổng mắng té tát này. Thế anh chuẩn bị tiết mục gì? Tiết mục nhảy sexy trên nền nhạc quan họ. Em thấy không? Ý tưởng quá tuyệt vời, cuối cùng vẫn bị mắng. Mà còn vụ ý tưởng nữa cơ. Thế còn vụ ý tưởng thì sao hả anh? Anh cũng đang điên đầu chuyện này đấy. Ông sếp giao cho anh phải tái hiện lại một loạt các tác phẩm điện ảnh dựa trên chuyện tranh hài. Em hiểu không? Chuyện tranh hài. Một tác phẩm điện ảnh người ta có tận 2-3 tiếng, trong khi chuyện tranh hài 4-50 trang là kịch kim rồi. Nên bây giờ anh đang chả biết phải làm thế nào đây. Cố lên anh, mình làm phòng ý tưởng mà. Anh định dùng tác phẩm nào? Tác phẩm nào à? Riêng anh đã làm phải làm cho mọi người hoành tráng. Tác phẩm người rơi em thấy sao? Phần nào hả anh? Phần đánh nhau cả Joker ấy, đánh nhau kinh khủng nhất luôn. Thế thì chúng ta có thể tóm gọn lại thành gã tỷ phú chi tiền cosplay để hành hạ một bệnh nhân tâm thần. Anh đánh giá cao trí tưởng tượng của em đấy. Thế còn Harry Potter thì sao? Harry Potter là câu chuyện về một gã không có mũi đeo bám một cậu bé suốt 7 năm liền, cuối cùng chết thảm. Thế còn Aladdin và cây đèn thần? Aladdin và cây đèn thần là một kẻ lừa đảo trở thành hoàng tử bằng cách với công chúa. Với công chúa? Thế còn Titanic? Titanic, anh thử nghĩ xem. Nếu làm phim về Titanic, anh sẽ làm ý tưởng trước khi chìm xuống biển băng, nhân vật chính mới ngộ ra một chân lý: cái chết vì gái là cái chết tê tái nhất cuộc đời này. Chuẩn luôn. Thế còn công chúa ngủ trong rừng thì sao? Công chúa ngủ trong rừng là câu chuyện về cô bé bị xâm hại trong lúc ngủ. Nhưng lúc tỉnh dậy thì lại vui vẻ chấp nhận vì biết hung thủ là một hot boy. Hay, vụ này được đấy. Thế còn 5S Online thì sao? 5S Online trước khi em xem thì em nghĩ là 5 giây trực tuyến. Nhưng mà sau khi xem rồi thì em nhận ra là đây là một câu chuyện bất tận về 5 người số mắc nhọ nhưng mà lại nghĩ ra làm ý tưởng. Quá chuẩn.
Thế là bây giờ anh cực kỳ yên tâm nếu như mà em có mặt trong 5S rồi đấy. Với cả từ bây giờ thì anh em sẽ không phải mất thời gian để nghĩ ý tưởng xếp tổng nữa. À, nhưng mà anh đừng nói với xếp tổng vụ ý tưởng của anh em mình đấy nhá. À, sao đấy, công đầu thuộc về em mà. Bí mật. Tóm lại là anh đừng nói liên quan đến em. À, mà em định hỏi anh chuyện này. Anh biết nhà chị Thảo Mai ở đâu không? Biết luôn. Em ơi, tình dù ngăn cách với anh xin một đời. Anh yêu em, anh xin yêu mãi với em, riêng em mà thôi. Nhớ những lúc đắm đuối bên nhau, em yêu nay xa rồi. Nhớ những lúc quấn quýt bên nhau, nay riêng anh lẻ loi. Giờ đông trôi qua, mùa đông gió rất quá thê lương. Đâu đây có dư âm ánh mắt đôi môi này đã xa rồi. Đâu đây có dư âm ánh mắt đôi môi này đã xa rồi. Ủa, bà có thấy điều gì lạ không? Có. Hôm nay không còn Lão Dũng, mình tập luật cứ như là một đôi đang chim chuột ý. Thế mình có hôn nhau thật không nhỉ? Hôn thật chứ. Bà thử nghĩ xem, chúng ta mà hôn thật ý thì sếp tổng sẽ đứng lên vỗ tay mầm, chắc chắn phải đoạt được giải thưởng 5 triệu. Ê, từ từ, tự dưng ở cái góc này trông ông cứ bị đẹp trai ấy. Này, ở góc này nhìn bà cứ bị xinh ấy. Có người nhìn. Lan, em đừng hiểu lầm anh chị nhá. Thực ra là bọn anh là tập văn nghệ thôi. À, mà sao em lại đến đây? Ai cho em biết địa chỉ nhà chị đấy? Là anh Dũng đấy ạ. Em đến đây để xin lỗi chị vì đã lấy mất chỗ ngồi của chị. Thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Chị cũng mong là sẽ lấy lại được vị trí của mình. Vâng, em hiểu ạ. Chắc là em sẽ chuyển về chỗ ngồi của bạn công chúa ạ. Con bé này định thay thế vị trí của Tường Vi à? Thực ra đầu tiên vào 5S em cũng mong muốn trở thành công chúa, phù thủy. Nhưng sao? Nhưng thân phận thực sự của em. Em cũng muốn xin lỗi anh Nguyên vì đầu tiên vào đã có những biểu hiện tình cảm thái quá với anh. Em xin lỗi anh chị. À, Lam! Ông đã hứa với đại ca là không được tơ tưởng đến con bé nữa rồi mà. Mách đại ca bây giờ. Cả nhà ơi, em mua chè này, cả nhà ăn đi. Đại ca, em xem phòng rồi. Cảm ơn em nhé. Ăn đi. Alo. Đang ở trong văn phòng 5S. Mọi việc cũng bình thường. Mọi người đoán xem là ai đang gọi cho cô ấy. Còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là bố nuôi trong ngoặc kép rồi. Làm sao đại ca chắc chắn đấy là bố nuôi được? Này, ông đang giả ngu hay là ngu thật đấy? Chắc chắn người vừa gọi chính là sếp tổng. Gọi cho bồ nhí của mình để hỏi xem là nàng ta đang ở đâu, làm gì, với ai. Ông thấy chưa? Gái càng đẹp càng có độc. Thật. Cả nhà đang làm sao mà căng thẳng thế ạ? Đâu, chả căng gì ạ. Mọi người đang nói là kể từ khi em vào văn phòng ấy thì công việc nó cứ bị trôi chảy, bị dễ dàng rồi. Nó làm cái điều này nhưng mà sợ em nghĩ là mọi người đang định bợ ấy. Thật ra là mọi người ở trong văn phòng này đều rất là yêu quý em. Em cũng yêu quý tất cả mọi người ạ. Đặc biệt là anh Nguyên ấy ạ. Em cũng muốn được làm việc với mọi người đường đường chính chính thật lâu. Đường đường chính chính làm việc ở đây. Không lẽ cô ấy đang ám chỉ đến việc thay thế một trong số chúng ta? Nếu đúng là thế thật thì anh hơi lo cho cô và Tường Vi đấy. Mọi người sao đấy ạ? À? Mọi người không muốn làm việc với em lâu dài sao? Đâu, có mà. Đương nhiên là có rồi. Thôi ăn chè đi, mọi người ăn chè đi. Ăn đi. Mọi người, sau bao nhiêu năm sinh sống trên cõi đời này, tôi đã nghiệm một điều. Nào? Mấy cái loài như kiểu chim chóc vừa xinh đẹp vừa hát hay ấy, thì lại suốt ngày bị nhốt trong lồng. Mấy cái loại gia súc như kiểu trâu, bò, vài u thịt bắp thì lại phải làm việc quanh năm. Mấy cái con vếu to như kiểu bò sữa ấy, thì suốt ngày bị bóp. Chỉ có mấy con pet chảnh chó chảnh mèo ấy, suốt ngày su nịnh thì lại được cung phụng chiều chuộng. Mà khổ nhất là mấy cái con lợn ấy, vừa ngu vừa lười, lại kiểu gì cũng bị thịt. Là Lam nhắn tin. Lam cũng nhắn tin cho em. Thế. Cô ấy hẹn ra quán cà phê chiều tím. Anh thế. Tôi cũng nhận được tin nhắn y thế luôn. Tôi chết rồi. Có khi nào hôm nay cô ấy sẽ thông báo ai sẽ là người bị đuổi không? Cũng có thể lắm. Bởi vì cô ấy đã làm thử việc ở công ty mình 1 tuần rồi mà. Lo quá. Sao con bé hẹn mà mãi chưa thấy nó đến nhở? Cô thử gọi điện xem nào. Sao đại ca không gọi đi? Máy hết tiền rồi. Một ngày hết tiền.
chào các anh chị văn phòng 5 mét. Chào em. Em là ai đấy? Sao lại biết bọn anh? Em là Lam. Lam hả? Vâng, em là Lam Hằng Âu, con nuôi của bố Sức Tổng. Còn Lam tuần vừa qua làm việc với mọi người là hàng fake, em thuê để che mắt bố nuôi thôi. Mọi đứa có hiểu chuyện gì không? Hiểu được chết liền. Em chưa giải thích, mọi người hiểu được bóng mắt à? Thực ra bố em với Sếp Tổng là anh em kết nghĩa, nên là Sếp Tổng nhận em là con nuôi. Cái ý tưởng mà nhét em vào văn phòng 5S là do bố nuôi đấy. Hóa ra là bố con nuôi thật à? Mà sao em không đến công ty làm mà thuê người làm gì? Thì em phải đi chơi, nếu em đi làm thì ai đi chơi cho em chứ? Uầy, xuống thế, ước gì mình cũng được là con nuôi Sếp Tổng. Ngày mai trong lúc học, bố nuôi em mà có hỏi thì các anh chị nhớ nói dối giúp em nhá. Em sẽ bồi dưỡng cho các anh chị mỗi người 2,5 triệu. Các em kín. Anh thấy chúng ta nên đồng ý với nó. Bởi vì dù nó có làm hay không làm ở công ty mình thì chúng ta vẫn không thể dạy nó tốt lên được. Chuẩn, nó hư là hư từ trong trứng. Chứ không phải do anh em mình nói dối mà nó hư đâu. Đúng. Với cả chúng ta làm như thế là giúp gia đình người ta yên ấm. Con cái không giặt nhà vì bị bố mẹ đánh. Chính xác. Bọn anh đồng ý. Sắp đến giờ họp với Sếp Tổng rồi. Anh em nhớ giữ tốt vào đấy nhá. Nhất trí. Okay. Chúng em chào sếp ạ. Con chào bố. Lam, từ hôm đấy đến giờ con đi đâu? Mấy hôm nay Lam làm việc ở công ty mà sếp. Em tuổi trẻ tài cao lắm sếp ạ. Mới đi làm mà rất chăm chỉ, nghiêm túc. Cô cậu ăn gì của nó mà bao che nói dối cho nó thế à? Sếp nói thế nào chứ bọn em ăn gì đâu. Được gì đâu. Đúng rồi, sáng nay em ăn xôi lạc của gấu nấu mà. Chắc còn ngụy biện nữa à? Bố mẹ nó vừa gửi ảnh nó đi du hí với bạn bên Thái Lan cho tôi đây này. Nó sợ up trên Face thì bị phát hiện nên chỉ dám up trên Insta. Mà nó không thể ngờ là bố nó cũng chơi Insta. Con không ngờ ông già cũng chơi thế đâu đấy. Bố láo, đã trốn đi chơi lại còn về nhà đập két lấy của mẹ 50 triệu nữa. 50 triệu? Thế tiền con lấy để đâu rồi? Dạ 40 triệu con đi du lịch Thái Lan. Còn 10 triệu con thuê 5S nói dối rồi ạ. Cái gì? Cô cậu em hứa sẽ trả lại em. Lam, cô về nhà, bố mẹ cô sẽ xử lý. Vâng. Còn các anh chị kia, các anh chị giỏi thật đấy, dám đổi trắng thành đen à? Dạ, bọn em biết lỗi rồi sếp ạ. Nói mồm thế thì tôi không tin đâu. Hôm nay không làm việc gì cả, anh chị lập tức xuống đường, nghĩ ra cách gì đấy để hối lỗi ăn năn đi. Phải chứng minh cho tôi thấy là các anh chị đã hiểu được chân lý là không bao giờ đổi trắng thành đen được, rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ. Đi. Đại ca ơi, kế hoạch này em thấy ngu làm sao ấy. Gặp người lạ không sao, gặp người quen xấu hổ chết được. Xấu hổ cũng phải làm, nếu không muốn bị đuổi việc. Có người đến kìa. Anh chị ơi. Gì đấy? Bọn em bị kiểm điểm, phải truyền đạt một thông điệp ạ. Thông điệp gì đấy? Các em, đây là màu đen. Đây là màu trắng. Đen không bao giờ đổi thành trắng được. Đen thế kia tắm bao giờ mới trắng được. Mua điền. Em đã bảo rồi mà. Nhưng mà vẫn phải làm thôi em ạ. Đấy, lại có người kìa. Quay mặt đi. Anh chị ơi.